Này, chúng ta đã thấy được những cái điểm như thế nào rồi. Đấy, dù là chúng ta thấy cái sự thay đổi diễn ra ở đây là rất nhiều các trạng thái khác nhau, ví dụ sự thay đổi về thể, đúng nhỉ? Thể lỏng này, thể hơi này, hay thậm chí là thể rắn, hay sự thay đổi về hình dạng của nó, hình dạng thẳng hay là hình dạng nó gấp khúc. Thì dù thay đổi như thế nào thì cái thành phần cấu tạo của nó vẫn không thay đổi như vậy. Đúng không ạ? Thì đấy là cái chúng ta sẽ nhận thấy ở trong hai cái thí nghiệm vừa rồi. Và chúng ta sẽ sử dụng hai thí nghiệm đó để khai thác cái nội dung liên quan đến hiện tượng vật lý các em nhé. Hiện tượng vật lý là hiện tượng cái chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu. Đấy, không sinh ra chất mới. Đấy, như vậy là như lúc nãy là thầy vừa khai thác với các bạn đấy, là khi mà nước của chúng ta đun nóng này hay là làm ngưng tụ thì dù ở thể nào thì nước nó vẫn là nước. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta thấy là ở đây nó vẫn giữ nguyên là chất ban đầu. Nước vẫn là nước. Còn ở thanh đồng thì sao? À đúng rồi, thanh đồng của chúng ta dù là gấp khúc hay là thẳng thì nó vẫn là thanh đồng. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta có thể nói hai cái hiện tượng mà chúng ta vừa khai thác vừa rồi, đó chính là hai hiện tượng vật lý các em nhé. Chú ý giúp thầy. Đấy, ví dụ đun sôi nước chuyển thành hơi và ngược lại. Đúng không ạ? Đó là tóm tắt lại cái thí nghiệm số 1, đúng không ạ? Hoặc là hòa tan muối ăn và nước được dung dịch trong suốt. Đúng không ạ? Cô cạn dung dịch lại thấy muối ăn xuất hiện trở lại thì